54. Phẩm đoạn phân biệt. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, tất cả tác ý đều là cái lìa tự tánh. Tất cả tác ý đều là cái không tự tánh. Các pháp cũng vậy, đều là cái lìa tự tánh, đều là cái không tự tánh. Ở trong cái lìa tự tánh, cái không tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc Trí Nhất Thiết Trí, hoặc các tác ý đều chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao Đại Bồ Tát chẳng lìa tác ý tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại cũng chẳng lìa tác ý tương ưng Trí Nhất Thiết Trí? Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát biết tất cả pháp và các tác ý đều là cái lìa tự tánh, đều là cái không tự tánh, thì cái lìa cái không như thế chẳng phải Thanh Văn làm, chẳng phải Độc Giác làm, chẳng phải các Đại Bồ Tát làm, chẳng phải Phật làm, cũng chẳng phải ai khác làm. Nhưng tất cả pháp, pháp trụ, pháp định, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, chân như thật tế, là pháp nhĩ, thường trụ, thì luôn luôn là như vậy. Đại Bồ Tát ấy chẳng lìa tác ý tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại cũng chẳng lìa tác ý tương ưng Trí Nhất Thiết Trí. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, Trí Nhất Thiết Trí và các tác ý đều là cái lìa tự tánh, là cái không tự tánh. Cái lìa cái không như thế, không tăng không giảm, có khả năng thông đạt đúng đắn như thế, gọi là bất ly vậy. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng vốn lìa tự tánh, vốn không tự tánh, thì tại sao Đại Bồ Tát tu chứng tánh bình đẳng của Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu chứng tánh bình đẳng Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng phải các Phật Pháp có tăng có giảm, cũng chẳng phải tất cả pháp, pháp trụ, pháp định, pháp tánh, pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, chân như thật tế, có tăng có giảm. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải ba, chẳng phải bốn, cũng chẳng phải nhiều. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm họ không kinh, không sợ, không hãi, chẳng chìm, chẳng đắm, cũng chẳng do dự, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã được rốt ráo, an trụ bậc bất thối truyền của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại rỗng không, chẳng phải có của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mà có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Thế Tôn bảo, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại rỗng không, chẳng phải thật có của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, mà có pháp có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh không có thể hành không chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh không có thể hành không chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay sắc có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa sắc có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay thọ tưởng hành thức có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa thọ tưởng hành thức có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay nhãn xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa nhãn xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay sắc xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa sắc xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay thanh hương vị xúc pháp xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay nhãn giới có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa nhãn giới có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chăng? Không thiện hiện.
Bạch Thế Tôn, có phải lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay sắc giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa sắc giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay thanh hương vị xúc pháp giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa thanh hương vị xúc pháp giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay nhãn thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa nhãn thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay nhãn xúc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa nhãn xúc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay địa giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa địa giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay thủy hỏa phong không thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa thủy hỏa phong không thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay vô minh có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa vô minh có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay bố thí ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa bố thí ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay pháp không nội có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa pháp không nội có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay chân như có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa chân như có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện.
Bạch Thế Tôn, có phải lìa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay thánh đế khổ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa thánh đế khổ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay thánh đế tập diệt đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa thánh đế tập diệt đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay bốn tịnh lự, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa bốn tịnh lự, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tám giải thoát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tám giải thoát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay bốn niệm trụ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa bốn niệm trụ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay pháp môn giải thoát không, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa pháp môn giải thoát không, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay bậc cực hỷ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa bậc cực hỷ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay năm loại mắt, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa năm loại mắt, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay sáu phép thần thông, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa sáu phép thần thông, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay mười lực Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa mười lực Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay pháp không quên mất, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa pháp không quên mất, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh luôn luôn xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh luôn luôn xả, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay trí nhất thiết, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa trí nhất thiết, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng, không thiện hiện.
Bạch Thế Tôn có phải ngay trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tất cả pháp môn Tam Ma Địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay quả dự lưu, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa quả dự lưu, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay quả vị độc giác, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa quả vị độc giác, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tất cả hạnh đại Bồ Tát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại rỗng không, chẳng phải có của sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại rỗng không, chẳng phải có của sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại rỗng không, chẳng phải có của thọ tưởng hành thức, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại rỗng không, chẳng phải có của thọ tưởng hành thức, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại rỗng không, chẳng phải có của nhãn xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại rỗng không, chẳng phải có của nhãn xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại rỗng không, chẳng phải có của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có, của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có, của sắc xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của sắc xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của thanh hương vị xúc pháp xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của thanh hương vị xúc pháp xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhãn giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhãn giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhĩ tĩ thể thân ý giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhĩ tĩ thể thân ý giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của sắc giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện.
Bạch Thế Tôn, con phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của sắc giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của thanh hương vị xúc pháp giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của thanh hương vị xúc pháp giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhãn thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhãn thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhãn xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhãn xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của nhĩ tĩ thể thân ý xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của địa giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của địa giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của thủy hỏa phong không thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của thủy hỏa phong không thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của vô minh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của vô minh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của bố thí ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của bố thí ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, rỗng không, chẳng phải có của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không, thiện hiện.
Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của pháp không nội, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của pháp không nội, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của chân như, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của chân như, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không, chẳng phải có của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không, chẳng phải có của thánh đế khổ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của thánh đế khổ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của thánh đế tập diệt đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của thánh đế tập diệt đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của bốn tịnh lự, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của bốn tịnh lự, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của tám giải thoát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của tám giải thoát, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng trắc thật, tánh chẳng tự tại, dũng không chẳng phải có của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện.
Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của bốn niệm trụ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của bốn niệm trụ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của pháp môn giải thoát không, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của pháp môn giải thoát không, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của bậc cực hỷ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chấp thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của bậc cực hỷ, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải ngay tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải lìa tánh chẳng chắc thật, tánh chẳng tự tại, dẫu không chẳng phải có của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện. Hết quyển thứ 335.